Gái sinh Instagram sinh năm 2001 tự mua nhà, vừa học vừa làm mỗi tháng trả góp 50 triệu. Có một sự thật mà bạn chắc chắn không thể phủ nhận được là các bạn trẻ bây giờ càng ngày càng giỏi kiếm tiền. Dù mới chỉ ở độ tuổi 18 đôi 20, nhưng nhiều người trong số họ đã có thu nhập mỗi tháng lên tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Cũng có người tuy vẫn là sinh viên năm nhất nhưng mua được cả nhà tiền tỷ, tài sản mà nhiều người có tích góp cả đời chưa chắc đã sở hữu nổi. Tiêu biểu trong số đó chính là Hồ Thiên Trang, cô nàng từng nổi tiếng với danh sưng Hát Gơn Lai Ba Dòng Máu Thái, Việt Trung hay Hát Gơn Trần Phú cách đây không lâu. Hồ Thiên Trang hay còn dược biết đến với nickname Hát Gơn lái Ba Dòng Máu, Hát Gơn Trần Phú. Thiên Trang sinh năm 2001, đến từ Hà Nội, từng thì luật dự theo mong muốn của gia đình, sau đó đăng ký thêm báo chí vì mong muốn được học ngành liên quan, đến truyền thông và đỗ cả hai. Tuy nhiên cuối cùng cô nàng lại chọn học marketing tại một trường đại học quốc tế ở Việt Nam lý do cho quyết định dễ hướng đột ngột này là vì trang nhận ra sở trường của mình là định hướng kết nối lan tỏa đó là những tiêu chí phù hợp trong ngành marketing không chỉ vậy marketing còn là một ngành vô cùng sáng tạo đòi hỏi tư duy tốc độ và thậm chí có thể làm thay đổi hành vi của con người đó là điều trang thấy rất hấp dẫn trang hiện đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành marketing Nhắc đến Thiên Trang, người ta sẽ nhớ ngay đến những hình ảnh xinh đẹp của cô nàng trên Instagram, trên Facebook, thậm chí gán cho cô nàng cái mác chỉ giỏi sống ảo, đẹp thì có đẹp nhưng có làm được cho chóng gì không? Câu trả lời dành cho bạn là Thiên Trang làm được, làm giỏi là đằng khác. Ở tuổi 19, Trang tự tin với nguồn thu nhập mình kiếm được từ việc làm mẫu ảnh, cũng như vô số công việc làm thêm khác. Có tháng may mắn, con số Thiên Trang thu về lên tới cả 100 triệu. Nhiều người thắc mắc làm nhiều vậy liệu việc học của cô nàng có bị ảnh hưởng không? Thiên Trang cho biết, mình chưa bao giờ nghĩ đến việc ngừng học để tập trung cho công việc, vì thực chất những công việc mình đang làm bao gồm chế đinh bất động sản, con, cô vấn truyền thông kiếm bây giờ communication cho một thẩm mỹ viện đều được mình coi là một trải nghiệm. Với mình, việc học vẫn quan trọng hơn cả. Nếu như mọi người theo dõi mình thường xuyên chắc cũng nhận ra mình đã hạn chế và tạm dừng công việc chụp lúc gần một năm nay để tập trung cho việc học. Mình chỉ chọn lọc và bây giờ sản phẩm trên trang cá nhân của mình thôi. Đó là cách mình cân bằng giữa công việc và học tập. Ở tuổi 19 nhưng Thiên Trang đã có thu nhập lên tới cả trăm triệu mỗi tháng. Thiên Trang tự nhận bản thân không đặt mục tiêu về tài chính, như vậy áp lực và nhanh giả lắm. Điều Trang muốn chỉ là có thật nhiều trải nghiệm, nhiều câu chuyện để kề và luôn vui vẻ hạnh phúc. Tự mua nhà trả góp khi còn đang đi học cũng là một trải nghiệm như thế. Được biết, việc mua nhà trả góp này vốn đến từ một offer mà bố mẹ muốn cho Trang học cách kinh doanh. Mục tiêu ban đầu được đặt ra không phải là mua nhà, mà là muốn cho Trang trải nghiệm về khái niệm chê đinh trong bất động sản, hay còn được hiểu là đầu tư lướt sóng. Lúc đầu mình tìm hiểu được có người đang bán lại một căn hộ nhỏ với giá gần 1 tỷ, do cần tiền gấp nên mình đã bàn với bố mẹ để mua lại căn đó. Lý do là vì mình thấy căn đó có vị trí khá đẹp, khá tự tin sau này sẽ bán tranh được khá khá. Lúc này mình chỉ có 200 triệu thôi, số tiền còn lại là bố mình cho vay. Sau đó 3 tháng, mình tìm được khách muốn mua nhà, lúc này thì giá bán tranh lên, mình bán được 1,3 tỷ, tức là lời được sấp xỉ 300 triệu. Mình trả lại bố mẹ số tiền vay trước đó, còn lại thì mình được cầm luôn, do trong suốt thời gian mua bán mình đều là người đưa ra quyết định, cũng như tìm đối tác giao dịch. Với số tiền có trong tay lúc đó, mình quyết định mua một căn nhà trả góp cho riêng mình, Thiên Trang chia sẻ. Trang đã trả 30% tiền nhà, còn lại 70% là vay ngân hàng với số tiền trả góp mỗi tháng là 50 triệu đồng. Hiện tại, Trang vẫn ở cùng bố mẹ do nhà mới ở khu khá xa, và còn trong giai đoạn thi công hoàn thiện. Trang chọn mua nhà trả góp với con số phải trả mỗi tháng là 50 triệu đồng. Xinh xắn, tài năng lại có đầu óc kinh doanh như thiên Trang sẽ không tránh khỏi những lời gạ gẫm, cám dỗ. Trước những trường hợp như vậy, cách hành xử Trang lựa chọn là lịch sự từ chối chứ không phản ứng quá gây gắt. Theo cô bạn, có đôi khi chính sự lịch sự của mình sẽ làm đối phương tự xấu hổ và bỏ đi. Trước câu hỏi nếu một người lạ đưa dơ trước mặt chìa khóa trước mẹt và nói dạo một vòng hồ Tây với anh, Trang cho biết mình sẽ từ chối. Không phải vì mình ác cảm với xe Mercedes xe hay gì cả, mà là vì mình không thích đi dạo với người lạ, nên là có có đi làm Borvini thì cũng vậy thôi, Trang quả quyết. Dù có được người lạ mời đi dạo hồ Tây bằng xe mẹt thì Trang cũng xin từ chối. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.